Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Câu chuyện Kinh doanh. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì bên cạnh việc thực tập thì học kỳ doanh nghiệp là một cái khái niệm đang ngày càng phổ biến. Có thể hiểu nôm na thì đây là học kỳ mà sinh viên được gửi trực tiếp đến doanh nghiệp và làm việc thực sự như một nhân viên chính thức của doanh nghiệp. Chương trình đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà trường và doanh nghiệp như là một cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà trường trong chuyện cung cầu nguồn nhân lực. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về học kỳ doanh nghiệp với các vị khách mời. Xin được giới thiệu bà Lê Thị Thanh Lâm là phó tổng giám đốc của công ty Sài Gòn Food, ủy viên ban điều hành Hội đồng Khởi nghiệp Quốc gia khu vực phía Nam. Và vị khách mời thứ hai là ông Trần Minh Trí, giảng viên khoa Kinh tế Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đây là hai đơn vị tham gia triển khai chương trình học kỳ doanh nghiệp với những kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trước khi đến với phần trao đổi chính của ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số ghi nhận nhanh của chúng tôi. Không được về quê hay tham gia các chuyến đi chơi xa với bạn bè như những mùa hè năm trước, mùa hè năm nay của cậu sinh viên Nguyễn Thành Phát, khoa Thủy sản Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh còn vất vả hơn cả đi học. Mỗi buổi sáng Phát phải dậy từ sớm đến nhà máy, trải qua những khâu vệ sinh nghiêm ngặt rồi làm việc như một công nhân bình thường tại công ty thực phẩm Sài Gòn Food. Nhưng đây không phải là công việc làm thêm bình thường mà là Phát đang tham gia học kỳ đặc biệt, học kỳ doanh nghiệp. Khi nghe nó là thực tập công ty mà chúng tôi cứ nghĩ là sẽ vô cho mình là một sinh viên thực tập mà mình sẽ vô để mình tham quan những cái quy trình ở trong này thôi, chứ thực sự là không có nghĩ là mình sẽ phải làm như công nhân trong này. Đến khi ngày đầu tiên bước vào công ty thì cảm giác ban đầu rất là bỡ ngỡ, có nghĩ, tự nghĩ trong đầu cũng có khi là mình sẽ không trụ nổi vòng 2 tháng. Học kỳ doanh nghiệp là chương trình do Sài Gòn Food chủ động phối hợp với các trường đại học khu vực phía Nam thực hiện. Theo đó, doanh nghiệp cung cấp môi trường làm việc chuyên nghiệp, thực tế cho sinh viên các trường đến trải nghiệm. Tại đây, những ông cử bà cử tương lai phải bắt đầu bằng những công việc như một công nhân nhà máy hoặc một nhân viên tiếp thị tại các siêu thị. Công việc tuy đơn giản nhưng môi trường kỷ luật của doanh nghiệp lại hoàn toàn khác với môi trường có phần tự do, thoải mái tại trường đại học. Do đó, không riêng Nguyễn Thành Phát, hơn 100 sinh viên khác đến từ các khoa thủy sản, công nghệ thực phẩm, kinh tế v.v. của Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trải qua những ngày bỡ ngỡ khi lần đầu tiên trải nghiệm học kỳ doanh nghiệp. Cực lắm chị, sáng phải dậy thiệt sớm rồi đi vô công ty, rồi vô công ty phải thay đủ thứ đồ bảo hộ rồi mang ủng rồi lại vệ sinh tay rồi vô lại làm từ sáng trưa, nghỉ trưa được có một tiếng rồi lại làm tiếp tới chiều, rất là cực đó. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, trong quý 4 năm 2016, cả nước có tổng cộng hơn 750.000 người trong độ tuổi lao động rơi vào tình trạng thất nghiệp. Đáng nói trong số này có đến gần 30% là lao động có trình độ đại học và trên đại học. Đây là tỷ lệ cao nhất trong các nhóm lao động phân theo trình độ học vấn. Do đó, nhiều người hay ví von, người học càng cao thì càng dễ thất nghiệp. Tuy nhiên, chắc chắn một điều rằng, không phải những người học cao không có khả năng tìm được một công việc, mà đa phần là do họ kỳ vọng quá cao trong quá trình đi học, dẫn đến sự hụt hẫng ngay sau ngày ra trường. Thực tế, vấn đề mà các sinh viên gặp phải trong suốt quá trình tham gia học kỳ doanh nghiệp không phải là trình độ hay năng lực, mà đa phần là thái độ và những kỹ năng sống. Do đó, học kỳ doanh nghiệp như một chiếc cầu nối giữa giai đoạn đi học và giai đoạn đi làm của một sinh viên. Với tâm lý đi học, sinh viên sẽ không gặp những hụt hẫng hay áp lực như khi làm việc thực sự. Tuy nhiên, họ vẫn được trải nghiệm đầy đủ và từ đó tích lũy cho mình những kỹ năng, vốn sống, cơ bản để chuẩn bị cho ngày rời khỏi ghế nhà trường. Tâm lý của mình là mình muốn làm nhanh để tới cái giờ ra về thì mình về. Thì làm nhanh thì nó dẫn đến cái chất lượng không tốt. Sai với cái quy định đó thì sẽ bị những cái anh chị điều hành ở KZ la, thì lúc đó cảm giác cũng rất là buồn. Nhưng mà cái gì mình sai thì người ta nó la để cho mình khắc phục, mình sửa. Cái đó là điều hướng tích cực cho mình thôi. Theo đại diện công ty thực phẩm Sài Gòn Food, đây đã là khóa thứ 5 của chương trình. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 470 sinh viên tham gia và 437 sinh viên được nhận giấy chứng nhận học kỳ doanh nghiệp. Ngoài Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay đã có sinh viên các trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm, Đại học Nha Trang, Đại học Bà Rịa Vũng Tàu tham gia. Tín hiệu đáng mừng trong khóa năm này là có đến 72% sinh viên cho biết sẵn sàng quay lại Sài Gòn Food nếu công ty có nhu cầu tuyển dụng. Trước hết thì xin chào hai vị khách mời đã tham gia vào câu chuyện kinh doanh ngày hôm nay. Trước hết câu hỏi đầu tiên xin được hỏi bà Lâm, như chúng ta cũng đã theo dõi trong phóng sự vừa rồi, thì học kỳ doanh nghiệp cũng tương tự như là cái chương trình thực tập mà các trường đang triển khai. Như vậy thì học kỳ doanh nghiệp và thực tập nó giống và khác gì nhau thưa bà? Hai chương trình đều có cùng một cái mục tiêu là tạo điều kiện cho sinh viên có một cái thực hành những cái kiến thức mà đã học ở trường. Nhưng có một cái sự khác biệt rằng là nếu như là chương trình thực tập của nhà trường
thì nhà trường sẽ chủ động gửi sinh viên đến và doanh nghiệp chỉ là cái nơi tiếp nhận. Nhưng nếu là chương trình học kỳ doanh nghiệp mà chúng tôi tổ chức thì chúng tôi chủ động hoàn toàn. Từ cái khâu là tìm cái sinh viên đúng như cái mong muốn của chúng tôi và nội dung chương trình đào tạo và các cái điều kiện đặt ra thì do doanh nghiệp chủ động đưa ra. Xin hỏi thêm chỗ ông Trí, thì đứng từ phía góc độ nhà trường, mình có mình góp phần như thế nào trong cái học kỳ doanh nghiệp này? Trước tiên tôi xin giới thiệu lại cho rõ hơn là tôi là một giảng viên ở khoa kinh tế trường Đại học Nông Lâm, xin phép là không phải là đại diện ở trường. Chương trình thực tập bình thường của sinh viên của trường là đến khi sinh viên còn học kỳ cuối làm đề tài thì sinh viên sẽ xin đến các doanh nghiệp để thực tập. Và chủ yếu sinh viên chỉ xin một số số liệu và làm báo cáo và về làm hoàn thành và báo cáo để ra trường. Nhưng mà cái chương trình học kỳ doanh nghiệp này thì nó rất là khác ở chỗ là sinh viên được tham gia như một nhân viên của doanh nghiệp, của công ty, được công ty đào tạo, được công ty huấn luyện, đồng thời công ty giao việc như một nhân viên thực sự. Một điểm khác biệt nữa của cái chương trình này là so với thực tập bình thường thì thường sinh viên năm cuối, sinh viên chỉ còn làm đề tài thì mới đi thực tập. Còn đối với chương trình này thì không có giới hạn, ngay cả sinh viên học năm 2 mà muốn tham gia thì cũng có thể tham gia, và sinh viên cũng có thể tham gia nhiều đợt này nếu sinh viên muốn. Vậy sinh viên sẽ có nhiều cơ hội để trau dồi kỹ năng hơn. Trở lại xuất phát điểm của học kỳ doanh nghiệp, thưa bà Lâm, tại Sài Gòn Food thì bên cạnh vị trí là lãnh đạo của Sài Gòn Food thì bà còn là ủy viên ban điều hành Hội đồng Khởi nghiệp Quốc gia khu vực phía Nam. Thì xin được hỏi đây có phải là lý do mà Sài Gòn Food thực hiện cái chương trình học kỳ khởi nghiệp này hay là còn xuất phát từ câu chuyện đặc biệt nào khác thưa bà? Thật ra thì chương trình học kỳ doanh nghiệp của chúng tôi đã được hình thành, đã được tổ chức trước khi tôi gia nhập vào ban điều hành của Hội đồng Tư vấn Khởi nghiệp Quốc gia. Yeah. Do là ban lãnh đạo, ban tổng giám đốc của chúng tôi thì là rất là có trách nhiệm về cái việc tạo điều kiện cho sinh viên thực tập. Bởi vì chúng tôi cũng từ là những sinh viên ra trường cũng hiểu được cái khó, cái khổ của sinh viên khi mà ra trường tìm một cái nơi để thực tập. Cái thứ hai nữa rằng là trong quá trình tuyển dụng nhân sự thì chúng tôi cũng thấy được rằng là các em có những cái bỡ ngỡ như thế nào. Cho nên là đây đầu tiên là một cái trách nhiệm đối với xã hội, với lại sinh viên. Tuy nhiên khi mà chúng tôi sẵn lòng tiếp nhận như vậy thì chúng tôi có một cái khó là mỗi một năm thì đến mùa mà thực tập thì hết trường này đến trường kia cứ gửi người. Yeah. Mà mỗi một lần gửi thì số lượng cũng vô chừng. Yeah. Và gửi thời điểm lại không giống như nhau. Cho nên là cái việc mà để tiếp nhận, để huấn luyện, để đào tạo cho các em hoặc là phân công các em vô trong dây chuyền sản xuất và phân công người để phụ trách thì chúng tôi cũng gặp những cái khó khăn. Do đó rằng là chúng tôi nghĩ rằng là tại sao mình không chủ động tổ chức cái chương trình để mà chúng ta có thể đào tạo các em đến nơi đến chốn bài bản hơn và nó có quy củ hơn. Học kỳ doanh nghiệp này là trong 2 tháng đúng không ạ? Đúng. Như vậy rồi. Thì trong gói gọn 2 tháng đó thì cũng có một số ý kiến cho rằng là nó chưa đủ dài để gọi là giúp các em nâng cao kỹ năng, thì bà có thể nói gì về những ý kiến này? Thật ra là nó chỉ có 2 tháng là nó ngắn. Tuy nhiên nếu như mà theo cách làm của chúng tôi thì chúng tôi cũng nghĩ rằng nó vừa đủ. Yeah. Bởi vì nếu như dài hơn thì các bạn cũng sẽ không sắp xếp được, nhà trường cũng không có tạo điều kiện được. Và cái thời gian mà tốt nhất trong thời gian vừa qua đó là thời gian nghỉ hè. Dạ vâng. Thì mới có cái số lượng sinh viên đông. Còn nếu như sau này, đây là những cái chương trình mà nhà trường thấy rằng nó có lợi ích và nhà trường tạo điều kiện thì chúng tôi cũng sẵn sàng tổ chức cái chương trình nó dài hơi hơn. Dạ vâng. Như vậy quay trở lại cái điểm mấu chốt ở đây là những kỹ năng mà các bạn sinh viên có thể nhận được sau 2 tháng thực tập như là một nhân viên chính thức của doanh nghiệp, thì bà Lâm có thể nói sau những cái khóa thử nghiệm tại trường Nông Lâm và các trường khác rồi đó, thì sinh viên rõ ràng là họ đã gọi là họ lên tay, họ nâng trình độ, họ là cái kỹ năng của mình ở những cái kỹ năng nào cụ thể? Đối với lại những cái khóa trước đây á, thì chúng tôi tổ chức chủ yếu là cho ngành kỹ thuật, và sinh viên thì được đưa vào làm như một công nhân ở trong xưởng sản xuất. Và như vậy thì các bạn cũng sẽ được thử thách bản thân mình trong một cái môi trường nó cũng tương đối khắc nghiệt. Bởi vì các bạn phải đi làm đúng giờ. Các bạn phải chấp hành những cái nội quy của một công nhân. Và trong một cái môi trường làm, trong một cái doanh nghiệp làm xuất khẩu và thực phẩm như là Sài Gòn Food, thì các bạn phải đứng trong một cái môi trường làm việc đứng suốt ngày. Và phải làm vệ sinh rất là nhiều bước, phải trong môi trường lạnh. Nói chung là thử thách các bạn ở rất là nhiều cái góc độ khác nhau về bản thân của các bạn. Thì đó là những cái mà tôi nghĩ rằng là
bất kỳ một người lao động nào, một sinh viên nào cũng cần phải học. Đó là chưa kể rằng là các bạn phải đi ăn tập thể, các bạn cũng phải, khi mà có những cái nhu cầu cá nhân riêng, các bạn cũng phải xin phép mới được đi ra ngoài. Đó là những cái việc rất là đời thường, nhưng mà tôi nghĩ không phải một sinh viên nào cũng hiểu. Thì bắt đầu từ khóa 5 này, thì chúng tôi cũng đã mở rộng nó ra, là chúng tôi không dừng lại ở cái việc rằng là tổ chức cho sinh viên ngành kỹ thuật không nữa, mà chúng tôi tổ chức cho ngành thương mại, cho các bạn sinh viên ra thực tập như là một nhân viên BG ở tại các siêu thị. Thì thật sự mà nói là lúc đầu chúng tôi cũng rất là ngại rằng là các bạn sẽ không chịu đựng được. Nhưng mà rõ ràng là như thầy Trí thấy đó, là hiện nay các bạn đã chia sẻ rất là nhiều cái điều các bạn học, mà tôi nghĩ là rất là thú vị. Bởi vì không phải học về kỹ năng làm việc mà các bạn còn rèn luyện được cái kỹ năng sống nữa. Mình không những có kỹ năng mà bạn phải cảm nhận được cái tính nhân bản trong cái công việc mà mình làm, nó đều liên quan đến con người sau này khi bạn tham gia vào doanh nghiệp. Sau một tháng thì chúng tôi tổ chức để nghe các bạn chia sẻ những cái khó khăn, những cái trải nghiệm của các bạn. Rất là bất ngờ khi mà có những cái đóng góp của các bạn sinh viên, mà tôi đặt vấn đề là tại sao lâu nay các bạn nhân viên của mình không nói ra điều đó. Thí dụ như là cái sản phẩm cháo tươi của Sài Gòn Food, thì các bạn nói rằng, người tiêu dùng nói rằng tại sao cái bao bì cháo tươi nó không có được sáng bóng, nó không có được đẹp như những cái bao bì khác. Thì khi tôi đặt vấn đề ngược lại với là các bạn mà hướng dẫn và các bạn công nhân viên của chúng tôi, thì các bạn ấy nói rằng là lâu nay em nghĩ rằng là cái này là lãnh đạo công ty biết rồi, cho nên em không có phản hồi. Nhưng chính từ những cái phản hồi đó của sinh viên thực tập thì nó giúp lại cho chúng tôi có những cái thông tin để mà chúng tôi chia sẻ ngược lại, để cho các bạn nhân viên bán hàng của mình có nhiều cái kỹ năng hơn và có cái cách giải thích để mà thuyết phục hơn. Thì tôi thấy rằng đây không có nghĩa rằng là chúng tôi tạo điều kiện và giúp đỡ sinh viên, mà chính các bạn sinh viên cũng giúp cho chúng tôi có nhiều những cái thông tin mà nó hai chiều. Mà chính các bạn giống như tờ giấy trắng vậy đó, các bạn nghĩ rằng là việc này rằng là các bạn thấy thì các bạn phản hồi thôi. Và các doanh nghiệp cũng coi như là được đón nhận một cái luồng gió mới. Đúng, từ các bạn. Đúng, nó là luồng gió mới. Tôi cũng thỉnh thoảng thông qua các điện thoại hay là các mạng xã hội, tôi cũng hỏi sinh viên về cảm nhận của sinh viên về cái chương trình này nó như thế nào. Thì sinh viên thì đánh giá chương trình này rất là cao, bởi vì ngoài cái việc mà sinh viên được vận dụng những cái kiến thức học, sinh viên còn được chính là các anh chị hướng dẫn ở từ phía công ty, ngoài việc rèn luyện thêm các kỹ năng, nâng cao thái độ, còn được đào tạo những cái khác ngoài cái học ở trường, đó là những kỹ năng sống. Và đặc biệt là một cái nội dung rất là hay là từ cái chương trình của chị Lâm, đó là đặt ra mục tiêu sứ mệnh của cuộc đời, và sinh viên rất tâm đắc được những điều đó. Chúng ta sẽ có ít phút giải lao ở đây trước khi bắt đầu tiếp theo phần thứ hai của chương trình. Xin cảm ơn hai vị. Thưa quý vị, chúng ta đang có cuộc trò chuyện với bà Lê Thị Thanh Lâm là phó tổng giám đốc của công ty Sài Gòn Food, và ông Trần Minh Trí, giảng viên khoa kinh tế của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, về câu chuyện của học kỳ doanh nghiệp. Và trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về 2 tháng làm việc trong học kỳ doanh nghiệp của các sinh viên.